trẻ tấm lòng thòng lòng một bạn chạm bạn đôi chân nên gân nên cốt nên nốt con tim để kính chào các bác. Ấy thì em nói thật chưa, ngày xưa lúc mà mẹ em mang thai em được 9 tháng 9 ngày ấy thì cạnh nhà em có cái đám cưới, thế nên đến ngày thứ 10 em sinh ra thì thế nên bố mẹ em quyết định đặt tên em là thằng đám ma. Úi giời ơi, và đấy người ta gọi khác cái tên em là đám tang cơ. Ngày xưa thì em ở Nha Trang, gia đình đi táng em sang bên Lào, sau khi sang được bên Lào vì theo phong trào em lại nhào sang bên Anh. Bên Anh người ta nói rất nhanh, em nghe được tiếng vậy em chẳng hiểu gì cả, ngày mặc mũi nằm gì, thế nên bố em tức quá đuổi về nhà dì ở luôn. Nhà dì buôn bán đang xuân, em về một phát bán luôn cửa hàng. Lúc đó em cũng bàn hoàn, thế nên em quyết định vô bảo tàng giữ xe. Giữ xe thì kinh tế yếu nè, thế nên em quyết định bắt xe về nhà. Về nhà em gặp được bà em ở tít đến bà Hải Dương. Hải Dương con người dễ thương, thế nên em quyết định ở luôn Hải Phòng. Đấy, em này em nói thật đấy, các bác bảo là cay, càng cay thì càng cay, chứ còn ăn ớt thì càng cay nữa. Đấy, hôm nay của các bác ở đây em nói thật với các bác. Chưa là ngày xưa các cụ thường nói là nhất vợ nhì bồ, mà con vợ em ấy em luôn tặng nó là đầu, mà lúc thì em tặng nó đúc bê tông, đúc bê tông nó để luôn lên cổ em. Bây giờ các bác biết không, em ức nhất cái vụ đó là tội lắm mồm đấy, vì cái tội lắm mồm thế nên nó giành được giải ba của cái cuộc thi bình luận lắm ma đấy. Thôi đến đây thôi này, không quên. You want to go for a whoop, and the tongue is out to the bee. Where'd he go, Bear? My instincts just kicked in.